Nhớ lại giùm em nha mấy chị yêu nha, chào cả nhà nè. Mọi người nhớ lại giúp em nha, chị nào vào like rồi chấm chấm bài lên giúp em nha mấy chị yêu ơi, chấm bài lên cho em thấy cả nhà nào. Hello mọi người. Nào vào like rồi chấm bài lên giúp em mấy chị. Thấy không kêu khó. Nãy hả? Chạy cần kiếm mình để chị nhốt cái đây coi kìa. Sao vậy đó mọi người. Chị nào vào like rồi chấm chấm bài lên giúp em mấy chị. Em đi chia sẻ like xíu đây. Cả nhà vào like chấm bài chia sẻ like lên để em xíu mấy chị. Rồi cả nhà vào like rồi chấm chấm bài lên giùm em mọi người. Vào lại giúp em nha mọi người. Em cho chị Linh Trí. Hello cả nhà nè. Cho em mấy cái cục thun lạnh bên kia đi. Màu đen đen á. Màu đen màu xám màu. Nó là màu mới. Rồi chào mọi người. Em cho chị Diêu Elsa. Chào cả nhà nha. Cái mỏi nó còn 2 bụi. Hello mọi người. Vô lại giúp em cả nhà. Rồi đây. Còn mấy bộ này lẻ size sale nốt cho mấy chị luôn nha. Trời ơi đẹp quá. Em còn bộ này size nhỏ nè mấy chị yêu nè. Em còn một bộ này mà size nhỏ giùm em, hàng này, hàng chuyên dùng hàng sơ sinh đó mấy chị. Size nó có xíu xíu nè. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em là mã này, là mã này comment cho em là mã cọc đỏ giùm em, mã cọc đỏ. Cọc đỏ này size tầm khoảng cỡ, bộ này tầm khoảng cỡ 10-11 kg mặc vừa cho em nha. Mã cọc đỏ này tầm khoảng cỡ 10-11 kg cho em. Đây, áo tay dài quần dài mọi người, hàng hiệu minimum cho em vậy nha. Rồi, mã cọc đỏ này em còn một bộ sale mấy chị 50 giùm em. Đấy, chất thun mặt rất là sướng luôn, hàng này thun cô tâm chấm phẩm nè. Ủa chất vải mặt đã lắm luôn cả nha. Rồi chị nào chốt mã này comment cho em mã cọc đỏ nha, em còn được có một bộ thôi. Cọc đỏ sale 50 á cả nha hả? Cọc đỏ sale 50 giùm em. Trời ơi cái chất vải nó mặc sướng gì đâu á. Thun cô tâm chấm phẩm hàng xịn đó chị yêu nha. Họ bộ sale cả nhà 50 cho em mã cọc đỏ 50. Rồi cọc đỏ 50 em chốt chị Kenly nè. Cọc đỏ 50 chị Kenly giùm em. Rồi em còn lấy quần legging đây, lên cho cả nhà quần legging. Trời ơi cái quần legging này hàng xịn mấy chị yêu nha, chất đẹp cực kỳ luôn. Ai chị nào lấy quần legging đây. Rồi chị nào chốt mã này comment cho em mã quần hồng mọi người, mã quần hồng giùm em. Quần hồng này có size bé tầm khoảng cỡ 10 kg. Quần hồng này có size tầm khoảng cỡ 10 kg cho đến là 16 kg mặc vừa cho em nha, 10 đến 16 kg cho em nhà. Đấy quần legging chỗ cái chất đẹp lắm luôn.
Rồi, quần hồng xem với chị là 45 ngàn giùm em. Đấy, mã quần hồng 45k cho em á mọi người ha. Chị nào lấy con để xem quần hồng giùm em. Xem 45 ngàn hàng quần legging. Cái quần legging này là hàng xịn với chị nha. Chất vải mà rất là sướng luôn, co giãn thoải mái giùm em mọi người. Chị nào chốt mã này comment cho em mã này, mã quần hồng giùm em mọi người. Quần hồng em cắt size tầm khoảng cỡ 10kg cho đến 16kg hoặc vừa. 10 cho đến 16kg chốt cho em mã này mã quần hồng mọi người nha. Xem 45 ngàn chị. Quần hồng 45k giúp em mọi người ha. Dạ quần em không có quần bé gái 30kg chị, bé gái 30kg thì em có đồ bộ thôi chứ còn không có quần legging size lớn. Quần legging em có quần size nhỏ thôi mọi người nha. Chị nào lấy quần hồng chốt cho em lại nha, quần hồng giùm em 45 ngàn. Rồi đây em có cái mã quần legging màu xám nè. Chị nào lấy quần xám chốt cho em mã quần xám. Quần xám thì em có size bé tầm khoảng cỡ 9kg cho đến là 16kg luôn. Rồi 9 cho đến khoảng 16kg cái mặt vừa. Quần xám em sale cả nhà là 39 ngàn một quần. Đấy, quần xám 39 ngàn giùm em nè mọi người nha. Chị nào chốt mã này comment cho em mã quần xám giùm em 39k. Rồi quần legging bé trái nè. Rồi chốt cho em mã này mã quần xám đó mọi người ha, 39 ngàn giùm em mọi người nha. Rồi quần xám 16kg em chốt chị Lĩnh Trí một cái. Để em coi cái size đó. Rồi chị nào lấy quần xám chốt giùm em mọi người nha, quần xám giùm em nha. 16kg cho chị Lĩnh Trí ha. Lĩnh Trí lấy 16kg cho em nha. Chính cái size đó đây 39 ngàn cái quần xám mọi người nha. Quần xám này 39k cho em. Quần xám em còn 16kg đó, chị nào lấy chốt luôn em mọi người. Đây đẹp lắm luôn cả nha. Đấy, chị nào lấy quần xám chốt cho em mọi người nha. Đây 16kg đó lại tầm khoảng có 9kg cho đến là 16kg 39 ngàn. Chốt mã này comment cho em mã quần xám giúp em. Quần xám giùm em mọi người nha. Dạ đồ dài bé gái 36kg cho 26kg em có chị. Cái giải loa giùm em chị. Alo hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ có em. Chị Linh xuống bóc em nó lấy tiền của mình nhận hàng rồi em xuống. Bao nhiêu chị? Để em coi được 100 mấy. Cứ có 200 lấy nha. 128. Rồi để em xíu mấy chị ơi nha. Đây còn được bộ pyjama nè. Còn lẻ size đi sale cả nhà luôn. Ai chị nào chốt mã này comment cho em mã. Mã vàng nè. Đây bộ pyjama áo tay dài quần dài. Chốt cho em mã vàng giùm em hàng lụa Thái nha. Trời ơi đẹp chắc đẹp ghê luôn cả nha. Rồi chốt mã này comment cho em mã vàng giùm em. Size tầm khoảng cỡ 18-20kg mặt vừa. Bộ vàng này 18-20kg mặt vừa giúp em là cả nhà nè. Chị nào lấy bộ này chốt em là bộ vàng giùm em. Rồi mã vàng xem với chị 65 ngàn bộ cho em mọi người. Vàng 65 ngàn áo tay dài quần dài với gái cho em. Đây cái quần có bo giùm em mọi người nha. Bé nào cao cao thì mặc trên mắt cá, bé nào thấp thấp mặc dưới mắt cá là quần dài. Cao cao mình thành mặc thành quần lửng mấy chị yêu. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em mã vàng giùm em 65 ngàn size tầm khoảng cỡ 18-20kg mặt vừa. 18-20kg mặt vừa chốt cho em là bộ vàng cả nhà. Bộ vàng giùm em mấy chị nha. Bộ vàng giùm em Mickey vàng với chị. Rồi em có Mickey màu cam nè mọi người. Mickey màu cam. Chị nào chốt mã này comment cho Mickey cam. Đấy, bộ Mickey màu cam nha. 18 đến 20 kg mặc vừa giùm em. 18 đến khoảng 20 kg giùm em ha. Rồi vàng 18 kg chốt chị Đồng Mỹ Hòa. Đây, chốt mã này comment cho em mã Mickey màu cam mọi người nha. Mickey màu cam giúp em nha. Size tầm khoảng 18 20 kg luôn, 65 ngàn bộ. Đấy. Cái bộ pyjama này chắc nó là hàng lụa Thái là rất là sướng luôn mấy chị. Chất vải bạc má cực kỳ luôn. Rồi chốt mã này comment cho em mã này là mã Mickey màu cam giùm em mọi người nha. Mickey cam cho em. Trời ơi chắc đẹp lắm luôn đó mấy chị. Rồi mã cam em chốt chị 10 Cao Thị. Dạ vậy cho em. Cam em chốt chị 10 Cao Thị 18kg là 65 ngàn cho em mọi người. Rồi em lên cái gì đây, cái bộ này bộ gì đây. À cái bộ này là hàng thun lạnh nè mấy chị yêu nè. Bộ này hàng thun lạnh thể thao cho em mọi người, hàng hiệu Kenkit nè. Đấy, dạ dạ cọc chuyển khoản giùm em nha chị Trần Mỹ Hòa nha, chuyển khoản cọc nha chứ bên em không có nhận cạc. Rồi đây bộ này hàng thun lạnh thể thao mấy chị ơi, đẹp ghê chưa. Đấy rất là sang luôn mấy chị nha, hàng hiệu Kenkit cho em thun lạnh chắc mạch bao mát. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em mã đây là mã nai đen. Mã nai đen giùm em, nai đen em còn được hai bộ, một bộ tầm khoảng cỡ có của chị Ngọc luôn hả. Rồi chốt mã này comment cho em mã nai đen mọi người. Ô trời ơi cái chất đẹp quá mấy chị, nhưng mà cái mẫu này cái quần không có túi giùm em mọi người nha, quần không có túi, hàng thun lạnh thể thao.
Nay đen này em còn được hai bộ, một bộ tầm khoảng cỡ 30-32 kg và một bộ tầm khoảng cỡ 40-45 kg mặc vừa cho em. Đấy, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Bộ 30-32 kg là 101, bộ 40-45 kg là 125.000 giùm em mọi người nha. Chị nào chốt mã này cầm em mã nay đen giúp em. Hàng thun lạnh thể thao này cả nhà này. Dạ rồi, ok chị nhờ chị add Zalo giùm em. Chị add Zalo giùm em chị yêu ơi, add Zalo rồi có gì nhắn qua bên Zalo giúp em nha. Cái số Zalo bên em có để ở trên trên fanpage á, chị vào để coi giùm em ha. Rồi chị nào chốt mã này coi mấy em mọi người nha, mã nay đen nè. Ủa chất đẹp lắm luôn mấy chị. À, em còn được hai bộ size tầm khoảng cỡ 30-32 với là một bộ tầm khoảng cỡ 40-45 chứ mà vừa. 101 và 125 giùm em mọi người nha. 101 và 125 cho giúp em. Đấy, chốt mã này comment giùm em ha mọi người ha. Mã này đen giùm em nha. Rồi đây em lên cái bộ này cho bé gái nè. Bộ này bé gái giùm em mọi người. Trời ơi dễ thương quá lại nha ơi. Ai chị nào chốt bộ này comment cho em mã dây màu hồng. Mã dây hồng. Đấy, cái màu này cái kiểu màu hồng cam á mấy chị. Màu hồng cam á, dễ thương lắm mẹ nha. Xinh cực kỳ luôn, thun cô tâm chính phẩm nha em. Rồi mã dày hồng cho em nha. Em có size bé tầm khoảng cỡ 10 kg cho đến là 32 kg giùm em mọi người. 10 cho đến 32 kg, size nhí là 101, size đại 120 cho em. Nhí 101 và đại là 120 giúp em á cả nhà. Chị nào chốt bộ này comment cho em mã này mã dày cam thun cô tâm chính phẩm nha mọi người. Mã dày cam giùm em cả nhà nha. Dày cam thun cô tâm chính phẩm. Size tầm khoảng cỡ 10 kg đến 32 kg mặc vừa cho em. 10 cho đến là 32 kg giúp em nha cả nhà nha. Chốt bộ này comment cho em một dày một cam giùm em. Tay nhí là 101, tay đại 120. Nhí 101, đại 120 giúp em mọi người. Rồi, em đang cái bộ này áo tay dài màu dài hàng pyjama nè. Pyjama lụa satin nè. Trời ơi, chắc đẹp lắm luôn. Giày cam 26 kg, chị Võ thì Bích Cương. Rồi, đây lên bộ này, bộ pyjama giùm em. Chốt cho em mã hoa xanh. Hoa xanh này em còn size tầm khoảng 25 kg cho đến là 33 kg mặc vừa. Pyjama hàng lụa satin mấy chị yêu nha. Ủa mã này chắc đẹp, 100 mấy giờ xem mấy chị, 99 ngàn. Chốt cho em mã này là mã hoa xanh giùm em. Đây cái quần của nó là màu kem á mấy chị, quần màu kem giùm em. Rồi chị nào lấy mã này chốt em mã này là mã hoa xanh giùm em mọi người. Mã hoa xanh. Hoa xanh là em còn size 25 kg cho đến là 33 kg hàng pyjama lụa mấy chị nè. Rồi hàng lụa satin nè. Chắc vải này rất là sướng luôn. Đấy, mã hoa xanh giùm em nha. Hoa xanh em xem mấy chị 99 ngàn giùm em. Hoa xanh 99k, size tầm khoảng cỡ dạ bé gái 25 kg có chị yêu nha. Hoa xanh giùm em. Rồi hoa xanh cho em chị yêu nè. Hoa xanh em chốt chị Võ thì Bích Cương một bộ luôn nè. Đây 25 kg em đang lên này chị yêu nè. Rồi chị nào lấy hoa xanh chốt em mọi người. Mã hoa xanh của bé gái, bộ pyjama bé gái dễ thương lắm. Mã hoa xanh giùm em cả nhà nha. Ai em lên cho mấy chị một cái mã pyjama tay dài hàng lụa Thái nè. Bộ này hàng lụa Thái chắc bao đẹp luôn. Trời ơi chắc vải mặt nó mát cực kỳ. Đây chị nào lấy bộ này comment cho em bộ tim xanh. Mã tim xanh. Đấy xinh chưa mấy chị ơi. Pyjama tay dài một dài hàng lụa giùm em nha. Mã tim xanh giùm em. Tim xanh này em còn size tầm khoảng cỡ 12 kg đến 23 kg mặc vừa. 12 cho đến 23 kg giúp em nữa nha. Rồi mã này xem mấy chị 75 giùm em. 75 chốt cho em mã này mã tim xanh mọi người. Tim xanh 75k. Trời ơi chắc đẹp ghê chưa mấy chị ơi. Đấy, lấy bộ này comment cho em bộ tim xanh nha. Tầm khoảng 12 đến 23 kg mặc vừa cho em. 12 cho đến 23 kg chốt giùm em mã này mã tim xanh đó cả nhà ha. Mã tim màu xanh giúp em mấy chị nha, tim xanh. Đấy, em lấy bộ này đi. Đây, em lên cho mấy chị cái mẫu bé gái chỗ hàng BD này dễ thương lắm. Hàng thun lạnh, áo tay dài quần dài, hàng thun BD cho em nè. Rồi em chào chị Thúy Hằng nha. Ai xinh chưa? Đấy, tay dài quần dài giùm em mọi người, phối bèo rất là cân luôn cả nhà, phía sau này. Đấy, xinh chưa cả nhà. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em gấu vàng. Gấu vàng này em còn size bé tầm khoảng cỡ 12 kg cho đến là 33 kg mặc vừa. 12 đến 33 kg chốt cho em gấu vàng, size nhí 85, size đại 95 giùm em. Đấy, hàng thun lạnh in hình 3D giúp em nè. Ở phía dưới cái quần có phối bèo luôn mọi người nha. Trời ơi dễ thương lắm cả nha. Ai xinh chưa mấy chị? Rồi chị nào chốt mã này comment cho em mã này là mã gấu vàng giùm em. Bộ gấu vàng cho em ha mọi người á, gấu vàng, hàng thun lạnh hình 3D. Size nhí là 85, size đại 95 cho em mọi người. Nhí 85, đại 95 chốt cho em mã gấu vàng cả nhà nha. Trời ơi cưng lắm mấy chị. Dễ thương cực kỳ luôn. Rồi gấu vàng 26 kg em chốt với chị Võ thì Bích Cương luôn nè. Rồi gấu vàng chị nào lấy nữa chốt em mọi người nha. Gấu vàng cho em ha cả nhà ha. Size tầm khoảng cỡ 33 kg đổ lại. 33 kg đổ lại có size giùm em mọi người nha. Chị nào chốt comment cho em mã này mã gấu vàng giùm em.
dễ thương lắm, xinh lắm, hàng không lạnh chắc mặc rất là mát nữa. Rồi chốt mã gấu vàng comment cho em nha, gấu vàng giùm em. Đây em lên cái bộ này cũng hàng 3D luôn nè, áo tay dài quần dài này dễ thương lắm mấy chị. Đây cái mẫu này em có 40kg này chị yêu nè. Chị nào chốt mã này comment cho em mã Doraemon xinh chưa, áo tay dài quần dài hàng 3D luôn. Đấy, mã này comment cho em mã Doraemon mọi người nha, Doraemon giúp em. Size tầm khoảng cỡ 12kg cho đến là 40kg mặc vừa. 12 đến 40kg giùm em, size nhí là 85, size đại 95 cho em cả nha. Nhí 85 và đại 95 giúp em mọi người ha. Trời ơi dễ thương quá mấy chị. Ai có hình dư hấu nè. Chị nào chốt mã này comment cho em mã Doraemon giùm em. Áo tay dài quần dài có phối bèo mọi người nha, hàng hiệu Mickey. Chốt mã này comment cho em mã Doraemon cả nha. Doraemon là tầm khoảng cỡ 12kg cho đến là 40kg em có size. 12 đến 40kg có size giùm em á mọi người ha. Chốt comment cho em mã Doraemon nha cả nhà nha. Doraemon giúp em nha. Rồi đây em lên cái bộ này. Bộ này là áo tay ngắn quần dài của cái trai nè. Đây. Chị nào lấy bộ này comment cho em mã Nike xanh. Doraemon 26 và 40kg em chốt chị Bích Cương. 26 và 40kg. Rồi 26 này và 40 thì chị Bích Cương nè. 95 giùm em nha chị yêu nha. Rồi. Qua mã này giùm em áo tay ngắn quần dài của bé trai cả nha. Chị nào lấy bộ này chốt cho em mã Nike xanh, Nike xanh. Nike xanh hàng thun lạnh luôn mấy chị. Nike xanh cho em nè. Đấy. Dạ 40kg để em coi thử chị, để em coi được. Rồi chốt mã này comment cho em mã Nike xanh mọi người nha. Nike xanh giúp em nè, rất đẹp lắm mấy chị. Nike xanh này em có size tầm khoảng cỡ 12 cho đến 38kg mặt người mẹ. 12 đến 38kg áo tay ngắn quần dài cho em mọi người. Rồi mã này xem mấy chị là size nhí 80, size đại 90. Nhí 80 và đại 90 giúp em ha cả nhà ha. Chốt bộ này comment cho em mã này là mã Nike màu xanh giùm em. Mã Nike xanh cho em á cả nhà nha. Nike xanh cho em, đẹp lắm mấy chị. Rồi 40kg em có cái hình này nữa này chị yêu nè. Bộ 3D hình này nè. Rồi cái tay em nhan lên vài cái đầm hoa em mua cho chị, em đổi từ xưa giờ. Dạ ok chị. Rồi đầm hoa hả? Em ít hình đầm. Rồi chị nào chốt mã này comment cho em mã này là mã ngựa xanh. Ngựa xanh xin cho mấy chị ơi, tay khối bèo nè, cổ bèo nè, rất cưng luôn. 12kg đến 40kg có size. Size nhí là 85, size đại 95 cho em mọi người. Nhí 85 và đại 95 giúp em cả nhà nha. Chị nào chốt mã này comment nhiều em, xinh lắm mấy chị yêu ơi, dễ thương cực kỳ luôn. Đấy, chốt mã này comment cho em là mã ngựa xanh giùm em mọi người, ngựa xanh giúp em. Cưng chưa mấy chị yêu ơi. Đấy, ngựa xanh. Tầm khoảng cỡ 10 nha. Doraemon 25kg. Doraemon 25kg em chốt chị em coi. Doraemon em hết 25kg mà chị thấy là Phạm ơi, em còn 24kg đồ lại à. Doraemon em còn 24kg đồ lại với lại 28kg trở lên nha. 24kg đồ lại, 28kg trở lên em hết 25kg rồi. Rồi chị nào chốt mã ngựa xanh cho em mọi người, ngựa xanh xinh lắm luôn đó chị. Đấy, mã ngựa xanh giùm em 40kg đồ lại cả nhà nha. Ai lên cho mấy chị một cái mã đầm. Ôi đầm giờ bên em quá trời mẫu luôn, đủ mẫu hết. Ai lên cho cả nhà một cái mã đầm sọc. Mã đầm sọc giùm em nha mọi người nha. Ai đầm sọc giúp em. Chị nào chốt comment cho em đầm sọc. Đầm sọc này em còn size tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 32kg mặt vừa. 10 cho đến là 32kg giùm em. Chị nào chốt mã này comment cho em mã đầm sọc nha. À xin vô cho mấy chị. Đấy, 10 đến 32kg cái bộ này. Cái đầm này là hàng hiệu Mickey mọi người nha, hàng hiệu Mickey. Thun cổ tâm chấm phẩm nha. Rồi đầm sọc theo mấy chị size nhí 100, size đại 101. Nhí 100 đại 101 giúp em cả nha. Chốt cho mã này comment cho em mã đầm sọc. Đầm sọc giùm em mọi người nha. Em qua mã nhanh nha mấy chị nha. Mã đầm sọc giùm em mọi người ơi, đầm sọc. Rồi, lên cho mấy chị một cái mã đầm hoa này. Chị nào lấy đầm hoa, chốt cho em đầm hoa đây. Ngựa xanh 26 và 40. Ngựa xanh 26kg và 40kg cho chị Bích Cương. 26 và 40 chị Bích Cương nè. Rồi, em lên một cái mã đầm này là mã đầm hoa. Đầm đỏ nè. Ai chốt mã này comment cho em mã đầm đỏ giùm em. Ai tay trễ vai cho em mọi người nha. Ai cái đầm trễ vai cho em nữa nha nè. Đấy, tin vô mấy chị ơi, phía sau có kéo ở dây cục eo cho em. Rồi đầm đỏ này em có size bé tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 25kg giùm em mọi người. 10 cho đến 25kg giúp em á cả nhà. Chị nào chốt mã này comment cho em mã đầm đỏ 101 giùm em. Đầm đỏ này 101 cho em cả nhà nha. Áo trễ vai này cả nhà nè. Đấy, tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 25kg mặc vừa.
10 đến 25 ký chốt em mã đầm đỏ mọi người, đầm đỏ 101 nha. Chị nào lấy comment cho em mã đầm đỏ 101. Đầm đỏ 101 cho em mọi người nha, đầm đỏ 101 giúp em nha. Ờ đây, một cái mã đầm gì đây? Đầm mã này là mã đầm dưa hấu này. Bao nhiêu ký vậy trời? Em cái kéo này, cái kéo này giống gì vậy? Đây, để lên cho mấy chị một cái mã đầm này, mã đầm dưa hấu. Rồi chị nào lấy comment cho em mã này là mã đầm hồng mọi người, mã đầm hồng cho em nè. Ủa chắc đẹp quá mấy chị, cắt đuổi giùm em nha, cắt đuổi. Rồi chốt mã này comment cho em mã đầm hồng. Đầm hồng này em có size bé tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 30, 10kg cho đến là 33kg em, 10 đến 33kg là vừa. Phía sau có khóc kéo. Rồi mã dưa hấu này xem mấy chị 101 mọi người nha. Đấy, mã đầm hồng dưa hấu này 101 giùm em, phía sau có khóc kéo chắc rất đẹp luôn. Hàng hiệu Mickey, hàng hiệu Mickey, hàng xuất xịn giùm em mọi người nha. Ồ dễ thương quá cả nha. Chốt mã này comment cho em mã hồng dưa hấu mọi người nè, mã hồng dưa hấu cho em. Mã hồng dưa hấu giùm em nha mấy chị nha, hồng dưa hấu giùm em ha. Chị không mấy hoa xanh mấy gấu ba. Dạ mấy chị chốt hàng rồi, chốt chắc chắn giùm em, không có xả hàng mọi người nha. Chị nào xả bên em xả hết đơn mấy chị. Chốt mẫu này chắc chắn mẫu đó giùm em mọi người ơi. Chốt trên like này không có xả hàng giùm em mấy chị. Thông cảm giùm em cả nhà, bây giờ hàng bên em là like là ra quan hàng là chả đóng hàng rồi kia, giờ mấy chị đổi qua đổi lại nó lộn hàng lắm. Chốt chắc chắn giùm em nha mọi người nha. Rồi đầm hồng 16-17kg. Ủa là chị Linh Trí chị lấy hai cái đầm hồng hả hay là lấy một cái? Chị Linh Trí chị lấy hai cái hay là một cái? Lấy hai cái một cái báo lại em nha. Rồi đây em lên cái bộ này hàng thun lạnh thể thao này cả nhà nè. Thun lạnh thể thao. Đấy, đầm hoa xanh hay hoa vàng? Hoa xanh hoa vàng chị đủ, nhưng mình chị lấy nhiêu ký chị lấy nhiêu ký để em coi còn sai em lên luôn cho, chứ để mấy công lên không có sai. Rồi chốt mã này comment cho em mã này là mã xám mọi người, mã thể thao màu xám cho em nè, Adidas màu xám nè, rất đẹp ghê luôn mấy chị, hàng hiệu Kenkit. Mã này một cái đúng không? 17 ký trở lại, đổi lại đúng không? Rồi thấy số 6 chị. Rồi chốt mã này comment cho em mã này là mã này comment cho em mã đắt xám. Đắt xám thì em có size tầm khoảng cỡ 25 ký. Đắt xám này 25 ký cho đến là 80 nha em coi. Đắt xám này em có size tầm khoảng 25 cho đến là 85 ký mọi người nha. Ai đợt này em về thể thao cũng to lắm lại nha. Đấy, 25 đến 85 giùm em, size đại và size cổ 115, size đại là 101, size cổ là 125 ngàn cho em. Chị nào chốt mã này comment. Không có đấy, em bao giá 101. Chị nào chốt mã này comment cho em mã này là mã đắt xám giùm em mọi người nha. Đắt xám cho em nha, rất đẹp lắm luôn á chị. Size tầm khoảng cỡ 25 kg cho đến là 85 kg mặt người. 25 đến 85 kg, chốt cho em mã này là mã đắt xám cho em. Hàng thun lạnh thể thao này mấy chị nè. Rồi cái phun mẫu này phun rất là to luôn, 85 kg đổ lại giùm em nhé nha. Đây, đẹp lắm. Chị nào mà thích màu tối, thể thao màu tối lấy cho em mấy mẫu này nè. Đây, lấy comment cho em mã này mã đắt xám giùm em nha. Size đại là 101 và size cổ là 125 ngàn giùm em nha. Đại 101 cổ 125. Còn cái gì đầm mà hoa, đầm hoa xanh, hoa hồng, hoa vàng đấy. Rồi chị nào lấy thể thao này chốt em nha. Trời ơi, cái phông to lắm luôn mấy chị. Có size tới 85 kg đổ lại đấy cả nhà. 85 kg đổ lại, chốt giùm em mã đấy nha mọi người nha. Rồi em lên một cái bộ vest chai áo tay dài này dài đây. Xám. Chị Linh Trí chị lấy nhiêu ký chị? Và tại vì cái mẫu này nó cái size của nó không phải là size XL. Size XL mấy hôm là em chốt tầm khoảng cỡ 75 kg. Vậy cái này giờ chị lấy 75 kg đúng không? Cái này size XL, 1XL của nó. Đúng rồi. Cái mẫu này là 2X của nó là tới 85 kg. Là chị chốt 1XL là phải 80 kg luôn á. Lên số ký giùm em nha. Chị lấy XL so với hàng kia đúng không? Để em nhắm em bóc cho chị luôn. Xám 65 kg em chốt chị Hồng Nguyên nè. Xám 65 kg chốt chị Hồng Nguyên nè. Rồi, chị Linh Trí là chị lấy 75 kg đúng không? Chị lấy size XL mẫu kia đúng không? Mẫu kia là em chốt 75 kg chị nha. Ghi lại giùm em cái này 85 kg đi.
cái mẫu này. À đây cái này. Cái này em hết size, size tương đương với XL kia rồi. Cái này giờ em còn 80 kg. À như bộ này XL 75 kg được nè. Chốt bộ này chị lệnh trí mẫu này được nè. Có biết như này. Rồi, đây em đến cái đầm ho đây, chị đang hỏi đầm ho đây, em đang đầm ho cho mẹ nha. Đầm ho xanh. Đầm ho. Đây, trời ơi, cái đầm xịn quá mấy chị ơi, chất rất là đẹp luôn. Rồi, chị nào chốt mã này coi mấy chị mã ho xanh này, để em cột cái dây nơ. Em cột cái dây phía sau cả nha. Đầm ho mọi người, chị nào lấy đầm ho này. Xinh lắm luôn, hàng hiệu Mickey giùm em nha, hàng xịn mấy chị yêu nha. Chất rất là đẹp luôn. Rồi, lấy comment cho em mã này hả, mã ho xanh giùm em. Ho xanh này size tầm khoảng cỡ 10 kg cho đến 23 kg giùm em mọi người. 10 đến 23 kg giùm em, 100 mã này nha mọi người nha. Mã đầm ho xanh này em xem mấy chị 100k. Đấy. Dạ, nó khớp với cái mẫu XL kia là được đúng không chị? Dạ rồi, ok chị, ok. Rồi, ho xanh size số 7 cho chị Lan Nhật. Ho xanh em còn 23 kg đô lại mọi người nha. Chị nào lấy ho xanh chốt cho em nha. Ho xanh em còn size tầm khoảng cỡ 23 kg, 10 đến 23 kg 100 ngàn nè. Đấy. Dễ thương chưa cả nha. Rồi, chốt mã này comment cho em mã ho xanh đó mọi người ha. Đây ở phía sau này dễ thương lắm. Đấy, có cái dây này nó cột nó đi ngang cột ngay cái phần cổ mà chị. Rất là xinh luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn á chị. Chị nào lấy comment cho em mã ho xanh 100 ngàn nha. Ho xanh 100k giùm em nha mọi người nha. Ho xanh 100k. Rồi em có ho vàng này, chị nào lấy ho vàng, chốt ho vàng. Ho vàng, ho vàng mọi người, 100 ngàn luôn. Đây, mã ho vàng giúp em dễ thương chưa. Rồi, ho vàng giùm em mấy chị đẹp nha. Ho vàng size tầm khoảng cỡ 10 kg cho đến là 23 kg luôn. 10 đến 23 kg chốt cho em mã ho vàng luôn mọi người. Trời, đẹp vậy. Cái gì chị Ngọc? Xịn xài đi trời. Rồi mã này chốt che, mã này là mã ho vàng mọi người. Đây cái màu này vui, trong hình nó hơi bị sáng, mấy chị khó thấy được cái màu ngoài đẹp lắm. Đấy, nhìn nó tươi lắm mấy chị, xinh cực kỳ luôn, ho vàng giùm em. Tầm khoảng cỡ 10 cho đến 23 kg mặt vừa 100 ngàn. Đấy, 100 ngàn một cái đầm giùm em, hàng thiết kế mọi người nha. Phía sau có khóa kéo và có cục eo cho em. Chốt mã này comment cho em mã ho vàng cho em mọi người. Ho vàng cho em mọi người nha. Đầm này có dây kéo. Đầm này có dây kéo đằng sau, đúng rồi, có dây kéo đằng sau chị, có dây kéo đằng sau. Rồi vậy nào lấy ho vàng chốt em mọi người nha, ho vàng giùm em. Đây em quen một cái bộ này. Bộ này áo tay dài quần dài đây cho bé gái đây. Vàng 17 kg chốt chị lĩnh trí. Rồi chị nào chốt mã này coi mấy chị em mã giày vàng giùm em. Mã giày vàng. Giày vàng này size bé tầm khoảng cỡ 10 kg đến 30 kg mà vừa. 10 cho đến là 30 kg mà vừa giúp em mọi người nha. Chị nào chốt mã này comment cho em mã vàng giùm em, giày vàng size nhí 101 size đại 120 cho em. Nhí 101 và đại 120 cho em á cả nhà. Chốt mã này comment cho em mã này, mã giày vàng giùm em mọi người nha. Giày vàng giùm em, hàng này hàng thun cô tông chính phẩm. Áo tay dài quần dài của bé gái cho em. Đấy, chốt bộ này comment cho em mã này, mã giày vàng cho em. Tầm khoảng cỡ 10 kg đến 30 kg các size nha mọi người nha. 10 cho đến 30 kg giúp em vậy nha. Đấy comment cho em mã giày vàng cho mọi người. Giày vàng cho em mấy chị yêu nha. Rồi đây em lên cái bộ này cho cả nhà nè. Bộ này áo tay dài quần dài. Chốt mã này comment cho em mã nai màu đỏ. Hàng hiệu Su Chin Kit. Ai thun cô tông chấm phẩm, áo tay dài quần dài cho em. Rồi mã giày đỏ, mã nai đỏ này. Nai đỏ này em có size tầm khoảng cỡ 10 kg cho đến 25 kg mặt vừa. Ai chắc rất là đẹp luôn. Áo tay dài quần dài xem cái gì 101 mọi người nha. Mã giày đỏ 101 mẹ lọc, mã nai đỏ 101. Nai đỏ 101 giùm em, dạ cái bộ em đang mặc hết rồi mấy chị ơi. Vậy nào chốt bộ này comment cho em mã nai đỏ cả nhà này. Nai đỏ giùm em, thun cô tông chấm phẩm, hàng hiệu Su Chin Kit cho em. Tầm khoảng cỡ 10 kg cho đến là 25 kg có size nha. 10 đến 25 kg nai đỏ giùm em, 101 một bộ. Ôi hàng thun cô tông chấm phẩm nó chắc mạch mẹ lắm luôn. Lấy comment cho em mã nai đỏ mọi người nha. Mã nai màu đỏ giúp em nữa nha. Ai, em lên cái bộ này của bé gái, em còn được 2 bộ này. Bộ này bộ bò sữa bé gái này. Pyjama dài tay cho em nè, chốt cho em mã bò màu hồng này. Bò hồng em còn được 2 bộ đó.
Một bộ tầm khoảng cỡ 10-11kg và một bộ tầm khoảng cỡ 14-15kg mặc vừa. 10-11kg và một bộ 14-15kg hàng lụa mango. Mấy chị lụa mango này chắc bỏ mẹt đã lắm, mát cực kỳ luôn. Rồi, bò hồng em sale mấy chị 65.000 mọi người nha. Bò hồng còn hai bộ sale 65.000 nha. Một bộ 10-11kg và một bộ 14-15kg nha. Chốt giùm em mã bò hồng giống chị nha, mã bò hồng giúp em nha. Trời ơi, chắc bao đẹp luôn mấy chị. Rồi, lên bộ 3D này cả nha. Rồi, chị nào chốt mã này coi em cho mã việt vàng nè, bộ việt vàng. Việt vàng này size tầm khoảng 15-16kg mặt vừa giùm em. Việt vàng em còn một bộ 15-16kg hàng thun lạnh in hình 3D nè. Đấy, tay dài quần dài 85.000 bộ cho em nha, để này nha. Việt vàng 85.000 giúp em ha mọi người á, áo tay dài quần dài giúp em mọi người. Chốt mã này coi em cho mã này mã việt vàng giùm em. Việt vàng cho em mọi người nha, em còn được con bộ tầm khoảng 15-16kg mặt vừa. Mã việt vàng 15-16kg giúp em nha cả nhà. Việt vàng 15-16kg, chị nào lấy chốt cho em mã việt vàng nha. Rồi em lấy cả nhà một cái mã đầm nè. Chị nào lấy đầm nè. Đây. Đấy, mã này chốt cho em mã này là mã đầm sọc đỏ này, mã sọc đỏ. Sọc đỏ này size tầm khoảng cỡ 10 cho đến là 20kg mặt vừa em. 10-20kg, thun cô tông chấm phẩm hàng hiệu Mickey. Đấy. Rồi sọc đỏ xem mấy chị 100.000 mọi người nha. Ai có rút dây bên hông cho em. Chị nào chốt mã này comment cho em mã sọc đỏ giúp em mọi người. Sọc đỏ cho em nha cả nhà nha. Mã sọc đỏ cho em mấy chị. Rồi mã sọc đỏ giùm em nha mọi người. Ai em lên cái bộ này hàng tay dài quần dài hàng không da cá nè. Tay dài quần dài hàng không da cá cho em. Lấy comment cho em bộ này bộ gấu màu xanh. Mã gấu xanh. Gấu xanh này em còn size tầm khoảng cỡ 12kg. 12kg đến 35kg giùm em mọi người nha. 12 đến 35kg nè. Chốt cho em mã này mã gấu xanh nha. Cái này 12kg bự. Cái này tầm khoảng 15kg luôn mấy chị. 15kg cho đến là 35kg mặt vừa. 15 đến 35kg. Chốt cho em mã này mã gấu xanh giùm em. Size nhí 100, size đại 101. Nhí 100 và đại là 101 giúp em mọi người nha. Chốt cho em mã này là mã gấu xanh giùm em. Đấy. 15 đến 35kg mặt vừa. Gấu xanh cho em hàng thun da cá. Hiệu ken kit cho em mọi người nha. Thun da cá hiệu ken kit cắt rất là đẹp luôn. Đấy, chốt cho em mã này là mã gấu xanh giúp em mọi người. Gấu xanh cho em nha cả nhà nha. Gấu xanh cho em. Rồi em lên bộ 3D cho mấy gái đây. Rồi chị nào lấy bộ này chốt cho em Mickey màu hồng này cả nhà nè. Mickey hồng. Mickey hồng này em còn size bé tầm khoảng 10kg cho đến là 20kg mặc vừa. 10 đến 20kg giùm em. Rồi mã này giờ sale mấy chị 70. Mickey hồng sale cả nhà 70 giùm em mọi người nha. Rồi chốt mã này comment cho em mã Mickey màu hồng giúp em. Đấy. Đây, đẹp quá cho mấy chị ơi. Áo tay dài quần dài mọi người. Hàng Mickey mum á mấy chị, hàng Mickey mum này các bạn sướng lắm. Sale cả nhà 70 mọi người nha. Chốt mã này comment cho em Mickey màu hồng giùm em. Tầm khoảng cỡ 10 cho đến là 20kg mặt vừa. 10 đến 20kg mặt vừa chốt em Mickey màu hồng mọi người. Mickey hồng cho em nè. Ủa Mickey màu hồng giúp em nha. Ủa chắc quả đẹp lạ lắm luôn mấy chị. Mã Mickey màu hồng cho em á cả nhà ha. Tầm khoảng có 10 đến 20kg giùm em. Rồi, em lên cái bộ này, bộ da cá cho bé trai đây. Bộ này hàng thun da cá bé trai này. Chắc rất là dày luôn. Rồi, chị nào lấy bộ này chốt cho em mã này mã xanh mọi người, mã xanh. Mã chữ xanh. Chữ xanh này em còn được một bộ. Size tầm khoảng cỡ 25-27kg mặc vừa cho em. Chữ xanh 25-27kg. Là chốt mã này comment chữ xanh 150 một bộ mấy chị yêu nha. Hàng thun da cá chắc dày dặn lắm luôn. Có túi hộp bên hông cho em nữa nha nè. Đấy. Chị nào chốt bộ này comment cho em mã này mã chữ xanh nha mọi người, mã chữ xanh giúp em. Chữ xanh em còn một bộ nha, tầm khoảng 25-27kg mặc vừa mã chữ xanh cho em ha. Chữ xanh 150 cho em nha, 25-27kg mặc vừa cho em còn được con bộ đó. Chị nào chốt comment cho em một chữ xanh giùm em. Rồi em có mã chữ màu đen nè, chữ đen em còn size nè. Chữ đen em còn size nè, chị nào lấy chữ đen chốt cho chữ đen nè. Mickey màu hồng 17kg em chốt chị thủy đo. Rồi, mã này chốt cho em mã này mã chữ đen giùm em 25kg đến 35kg. À lộn, cái mã này 25kg đến 33kg mặc vừa cho em. 25 đến 33kg, chị nào chốt mã này comment cho em mã chữ đen nè nha. Rồi hàng trung gia cá chắc mặt xuống lắm chị, hàng dày lắm. Rồi, 70. Rồi chốt mã này còn mấy giờ em mã chữ đen mọi người nha, chữ đen áo tay dài quần dài. Hàng thun da cá cho em mã nha. Mã chữ đen giùm em 150. Chữ đen 150 giùm em nha mọi người nha, chữ đen 150 giùm em nha. Chị nào chốt comment cho em mã chữ đen giùm em. 150 một bộ ha mọi người ha.
Để coi bây giờ em mặc chữ đen giúp em nha mọi người. Để cho em mấy bộ thun lạnh mới. Rồi để em lên hàng thun lạnh tay dài cho bé trai nha quý chị nè. Em lên hàng thun lạnh tay dài cho bé trai nha. Em lên cho cả nhà mấy mẫu thun lạnh đây. Tay dài quần dài bé trai nha quý chị nè. Rồi em lên cái bộ thun lạnh này, em còn size tới 40kg đâu lại thôi. Vậy là chốt mã này. Comment giùm em nè. Rồi. Ai cái bộ này hàng thun lạnh thể thao tay dài quần dài giúp em mọi người. Chị nào lấy mã này chốt cho em, mã này là mã đỏ. Mã đỏ. Mã đỏ này em còn size cho bé tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 40kg nha. 10 đến 40kg mặc quần em. Quần có túi luôn. Đấy, thun lạnh chắc mặt rất là mát, bao chắc hàng nha cả nhà. Size nhí nè. Size nhí 101, size đại 102 cho em mọi người. Nhí 101, đại 102. Chị nào chốt mã này comment cho em mã đỏ giùm em mọi người nha. Mã đỏ giúp em. Trời ơi, chắc đẹp lắm luôn, hàng thun lạnh thể thao mấy chị. Đấy, chắc mặt rất là mát. Rồi chốt mã này còn mấy em mã đỏ giùm em hết cả nha, hàng hiệu Yumi cho em nha. Size tầm còn cỡ 10kg cho đến là 40kg cấp size này. 10 cho đến là 40kg cấp size giùm em nha. Chị nào lấy còn mấy cho mẹ là màu đỏ đi. Màu đỏ bé trai cho em nha mọi người, đỏ bé trai đấy. Em không mặc thể thao, chắc mặt rất sướng luôn. Lấy còn mấy em mã đỏ mọi người ơi. Rồi em lấy cái bộ này hàng tay dài quần dài luôn nè. Tay dài quần dài thun thun cô tông cho em nè. Lấy mã này chốt cho em, mã này là mã nai màu xám. Bộ nai xám này em còn tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 33kg. 10 đến 33kg, size nhí 101, size đại 102 luôn. Đấy, quần có túi luôn mấy chị ơi nha. Có túi, thun cô tông chính phẩm, hàng hiệu xưa chim chích. Đây, chị nào chốt mã này comment cho em, mã này mã nai xám cho em mọi người. Bộ nai xám với chai cho em nha, 10 cho đến là 33kg mặc quần. 10 đến 33kg chốt cho em mã này, mã nai xám cho em nha. Nai xám cho em. Rồi, bộ nai xám giúp em nha mấy chị Như nha. Nai xám cho em nha, đẹp lắm luôn đó chị. Đấy. Đây, em lên tiếp cho cả nhà cái mẫu pyjama cho bé ha. Lên tiếp cho cả nhà một cái mã pyjama mọi người nha. Rồi, chị nào lấy mã này chốt cho em, mã này là mã xanh đen. Đây, màu xanh đen nè, bộ pyjama màu xanh đen cho em. Áo tay dài, quần dài. Size bé tầm khoảng cỡ 12kg cho đến là 23kg mặc vừa. 12 đến 23kg màu xanh đen cho em. 33kg hả chị? 33kg là 33kg size số 13 chị Hương Võ ơi. Rồi chị nào chốt mã này comment cho em mã xanh đen giùm em. Xanh đen giúp em mọi người nha. Xanh đen này em có size tầm khoảng cỡ 12kg đến 23kg. Em sale với chị 65.000. Đấy. Mã xanh đen sale 65.000 giùm em mọi người. Xanh đen 65k giúp em. Bộ pyjama của bé gái tay dài quần dài hàng lụa Thái. Bộ này là hàng lụa Thái giùm em mọi người nha. Chốt comment cho em mã này mã xanh đen cho em. Xanh đen cho em mấy chị yêu nha. Mã xanh đen giúp em chắc đẹp lắm luôn á mấy chị. À, lấy chị 33kg xám ok chị luôn vỏ. Mã xám đây nè, xám đây. Rồi em lên cho cả nhà tiếp một cái bộ dài tay nè. Bộ dài tay đi. Hàng thun lạnh. Lên bộ dài tay là hàng thun lạnh cho em mọi người nha. Ai thương mạnh thể thao cho em. Chị nào chốt mã này còn bên cho em là mã thể thao xám. Thể thao xám. Thể thao xám thì em có size tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 37kg mặc vừa. 10 cho đến là 37kg chốt cho em thể thao xám nè. Size nhí là 101, size đại 102 cho em mọi người. Nhí là 101 và đại là 102 giúp em cả nhà nha. Hàng thương mạnh thể thao chắc mặt rất là mát luôn. Đấy. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Size tới 37kg mặc vừa. Chốt mã này còn bên thể thao 16. 101 và 120 cho em mọi người nha. Tay nhí và tay đại giúp em. 101, 102 cho em nữa nha. Đấy chị nào chốt comment cho em mã đấy là mã thể thao 18 giùm em. Rồi mã thể thao đấy em có màu à. Em có màu xanh lạ cho chị nè. Màu xanh lạ này. Màu xanh lạ là em còn tầm khoảng cỡ 37kg luôn. Đây. Chị nào lấy xanh lạ chốt cho em xanh lạ giùm em. Còn có một bộ ấy màu đã còn có một bộ đấy nha. Rồi chị nào chốt mã này comment cho em màu này là màu xanh lạ giùm em mọi người, màu xanh lạ. Hàng tay dài quần dài nha, khung mạnh thể thao tay dài quần dài giúp em nha mọi người. Chốt cho em màu xanh lạ. Tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 37kg mặc vừa, 10 đến 37kg giùm em. Size nhí 101 và size đại là 102 cho em. Nhí 101, đại 102. Chốt cho em màu đấy là màu xanh lạ giùm em mấy chị nha. Xanh lạ cho em hết rồi ha. Mã xanh lạ giúp em mọi người ơi, xanh lạ giùm em. Ai lên tiếp cho mấy chị này cái bộ này tay dài quần dài này. Lên một cái mã tay dài quần dài này. Trời ơi chắc đẹp lắm luôn.
Chị nào lấy mã này còn lấy cho em mã đát màu đen. Phun cô tâm chấm phẩm hàng hiệu su chiên chiếc cho em mọi người. Phun cô tâm chấm phẩm nè. Đấy. Chốt cho em mã này là mã đát đen giùm em. Có size bé tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là đát đen này em còn tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 35kg. 10 đến 35kg mặt vừa mã đát đen gồm có túi luôn. Size nhí 101 size đại 120 cho em luôn. Nhí 101 và đại 120 giúp em cả nhà nha. Chốt cho em mã này mã đát màu đen cho em. Đấy. Adidas màu đen cho em hả mọi người ha. Chị nào lấy chốt em Adidas màu đen nha mọi người nha. Để em lên xuất hàng cho mấy chị Dương nha. Em lên xuất hàng nha cả nhà nha. Đây, ôm cho em cái đống xuất hàng quăng qua đây. Lên xuất hàng cho mấy chị đây. À cô Tâm nãy giờ em lên quá trời thấy mấy chị không chốt được mẫu nào hết không? Xuống lấy sữa. Lấy sữa cũng lạnh á. Cô Ngọc kiểm tụ lấy sữa. À đây em lên cái bộ này em còn được mấy bộ đây sale cho mấy chị luôn. Chị nào lấy mã này nha. Rồi bộ này tay nha, bộ già đẹp lắm luôn nè mấy chị nè. Bộ đẹp chưa. Chị nào chốt mã này comment cho em mã xanh mọi người nha. Mã xanh em còn có bộ à. Xanh này em còn một bộ tầm khoảng cỡ 24-25kg mặt vừa. Hàng hiệu su chiên kít này, size đại 1.2 giùm em mọi người. Quần có hai cái túi hộp hai bên cho em nè nha. Đấy khuôn cô Tâm chấm phẩm chốt cho em mã này mã xanh. Mã xanh giùm em mọi người nha. Tầm khoảng cỡ bộ này tầm khoảng 24-25kg mặt vừa. 24-25kg chốt này bộ xanh giùm em. Rồi cái mẫu như đấy em có màu trắng nè. Em có màu trắng nè, chị nào lấy trắng em chốt mã trắng. À em có màu trắng mọi người nha. Ai chị nào lấy trắng comment cho em mã trắng giùm em. Trắng em còn tầm khoảng cỡ 25kg đến 33kg. 25 đến 33kg size đại luôn. 101 một bộ em. Đấy. Chị nào chốt mã này comment cho em mã trắng giùm em mọi người nha. Mã trắng giúp em này, rồi chắc đẹp lắm. Phun cô Tông chấm phẩm cho em á cả nhà ha. Đây sắp xịn quần có túi cho em mọi người. Lấy bộ này comment cho em mã này mã trắng giùm em cả nhà nha. Mã trắng giúp em nha. Ồ chắc bao đẹp quá chị. Hàng su chiên chiếc hàng sắp xịn. Rồi chốt comment giùm em bộ trắng cho mấy chị nha. Mã trắng giúp em nha. Ôi chắc đẹp lắm luôn á. Rồi để em lên xuất hàng cho cả nhà nha. Lên xuất hàng nha mấy chị nha. Em lên xuất hàng tới nhà mình dài cho mấy chị nè. Rồi lên xuất hàng giúp em mọi người ơi. Nào lấy xuất hàng đây. Lên xuất hàng giá sale ở nhà 65, 75, 85 cho em mọi người. Xuất hàng 75, 85, 95 65, 75, 85 size nhí, size nhỏ và size đại cho em. 3 dòng size nhí nhỏ đại mọi người nha. Rồi đây, chị nào chốt bộ này comment cho em mã cà rốt nè. Cái hình của cà rốt nè mấy chị. 65, 75, 85 nhí nhỏ đại 65 là tầm khoảng cỡ 10 cho đến là 15kg giùm em. Rồi 75 là tầm khoảng cỡ 16 cho đến là 23kg. Và 85 là tầm khoảng cỡ 24 cho đến là 35kg giùm em mọi người nha. Dạ đồ 55kg bé trai bé gái chị Lê Hiền ơi. Rồi đây lên bộ này chốt cho em mã này là mã cà rốt nè. Cà rốt này em còn được 2 bộ. Tầm khoảng cỡ 16kg cho đến 23kg giùm em mọi người. 16 đến 23kg size nhỏ 75.000 bộ. Đấy. Chị nào chốt mã này. Không, cái này để chút em nhắc cho chứ giờ cái này ghi cái này giùm này. Rồi chị nào chốt mã này comment nhỉ em mọi người nha. Size tầm khoảng cỡ 16 cho đến 55kg bé trai hả chị? 55kg bé trai em có đồ đùi chị. Có đồ đùi nha chứ còn đồ dài em không có. Chị nào chốt mã này comment cho em mã cà rốt. Cà rốt 75.000 giùm em size nhỏ. Cà rốt 75.000 giúp em nha mọi người nha. Chị nào lấy comment cho em mã cà rốt cho em. Em có đồ đùi chị, có đồ thể thao đùi. Cái đồ dài là em không có nha. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em mã dâu vàng nè, dâu vàng. Dâu vàng còn một bộ tầm khoảng có 10-11kg mặt vừa. 10-11kg mặt vừa, 65.000 bộ size nhí. Đấy, chốt mã này comment giùm em mã dâu vàng cho em mọi người nha. Dâu vàng giúp em, còn được có 1 bộ đó chị. Dâu vàng còn được 1 bộ size nhỏ dễ thương đó chị ha. Đấy, comment cho em mã dâu vàng nha. Dạ dạ. Rồi đây, em lên tiếp mã này nha mấy chị nè. Rồi bộ này comment cho em mã cuốn mọi người, mã cuốn này. Cái màu này cái tông màu nó hơi nâu nâu. Nó pha hồng hồng nâu nâu mấy chị nè. Comment cho em mã cuốn này, có mấy hình con cuốn dễ thương cho. Đây. Rồi, mã cuốn giùm em còn một bộ tầm khoảng cỡ 10 11 kg mặt vừa cho em, cuốn 10 11 kg.
Rồi mã cuốn này 65 ngàn dùm em mọi người nhé. Size nhí 65 ngàn cho em. Chị nào chốt comment cho em một cuốn. Bộ cuốn 65 ngàn cho em nha ha. Rồi xuất hàng nhiều hình lắm chị ơi. Nên lên xuất hàng, tranh thủ lên xuất hàng hết cho mấy chị nè. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em mã máy bay nha. Máy bay. Máy bay này em còn một bộ này tầm khoảng cỡ 10-11 kg mặc vừa cho em. 10-11 kg mặc vừa chốt cho em mã này mã máy bay cho em nha. Máy bay 65 ngàn bộ. Đấy. Máy bay 10-11 kg 65k cho em mọi người nha. 65 ngàn. Đấy, chốt em mã này mã máy bay giúp em. Máy bay 10-11 kg mặc vừa cho em mọi người nha. Mã máy bay cho em mọi người nha. Rồi, lấy bộ này còn mấy cho em mã xe xanh. Xe xanh này size tầm khoảng 18-20 kg cho em. 18-20 kg mặc vừa chốt cho em mã này mã xe xanh nha mọi người. Xe xanh 18-20 kg nè. 75 ngàn bộ. Size nhỏ 75 ngàn cho em. Đấy, chị nào chốt mã này comment cho em mã này mã xe màu xanh mọi người. Mã xe xanh giúp em nữa nha, xe xanh cho em nha. Xe xanh em còn bộ tầm khoảng 20-23 kg nữa nha. Xe xanh này em có 18 kg đến 23 kg mọi người nha. 18 đến 23 kg mặc vừa. Chốt cho em mã xe xanh nha. Xe xanh 75 ngàn giúp em nha mọi người nha. Xe xanh 75 ngàn cho em nha. Rồi, lấy bộ này comment cho em mã thỏ hồng. Thỏ hồng này size bé tầm khoảng cỡ 18-20 kg mặc vừa cho em. Trời ơi, bộ thỏ dễ thương quá mấy chị. Thỏ hồng 18-20 kg mặc vừa cho em. Thỏ hồng 75 ngàn bộ. Đấy, size nhỏ cho em mọi người. Ôi, hình con thỏ dễ thương cho mấy chị ơi. Cái quần cưng quá. Chị nào chốt mã này comment cho em mã thỏ hồng nha mọi người nha. Mã thỏ hồng cho em. Mã thỏ hồng là tầm khoảng cỡ 18-20 kg mặc vừa cho em mọi người. 18-20 kg mặc vừa chốt cho em mã thỏ hồng cho em ạ nha. Thỏ hồng giùm mấy chị. Rồi, bộ này comment cho em mã này là mã mèo xám giùm em, không mèo xám này. Mèo xám này tầm khoảng 25-28 kg mặc vừa cho em mọi người. Mèo xám 25-28 kg giúp em. Đấy, chị nào chốt bộ này comment cho em mã mèo xám 85 ngàn bộ size đại. Size đại 85 ngàn bộ mã mèo xám mọi người nha. 85 ngàn bộ giúp em. Chốt mã này comment cho em mã này mã mèo xám giùm 85 ngàn. Đấy. Mèo xám 85k cho em mọi người ơi, mèo xám 85 ngàn cho em. Im lại. Rồi, em lên cái bộ này là bộ nhạc. Mèo xám em chốt chị Đặng Thạch Thảo 85 ngàn. Rồi lên bộ này còn mấy cái mã nhện cam mọi người. Bộ nhện cam. Nhện cam này em còn size nhỏ và size đại. Tầm khoảng cỡ 16 kg cho đến là 28 kg mặt vừa. 16 đến 28 kg chốt cho em mã này mã nhện cam giùm em. Đấy, 75 và 85 cho em mọi người nha. 75, 85. Chốt mã này còn mấy cái mã nhện cam giúp em. Mã nhện cam giùm em các chị nha. Nhện cam cho em nha. 16 kg cho đến là 28 kg cho em mọi người. 16 đến 28 kg chốt cho em mã nhện cam. Cái mã máy bay em còn bộ nữa đó mấy chị. Máy bay em còn bộ tầm khoảng cỡ 20-23 kg nữa nè. Chị nào lấy chốt cho em con máy bay nè. 20-23 kg mã máy bay giùm em. Máy bay 20-23 kg mọi người nha. Rồi lấy bộ này coi mấy chị mã mèo hồng. Rồi mèo Hello Kitty dễ thương chưa. Mèo hồng 16-18 kg mặc vừa cho em mọi người ơi. 16-18 kg chốt mã này comment cho em mã mèo hồng cho em nhé nha. Mèo hồng 16-18 kg. Em còn bộ mèo hồng với cả nhà 16-18 kg 75 ngàn. Mèo hồng 75 ngàn cho em mọi người nha. Mèo hồng 75 ngàn giúp em. Rồi tiếp tục lên bộ này. Chị nào lấy bộ này chốt cho em mã này mã xanh. Khủng long màu xanh này. Bộ này là khủng long xanh cho em mọi người này. Khủng long xanh. Khủng long xanh này em còn 2 bộ, một bộ tầm khoảng cỡ 10-11 kg và một bộ tầm khoảng cỡ 18-20 kg giùm em. 65 và 75 tay nhí và tay nhỏ. Đấy. Áo tay dài quần dài hàng xuất hàng tay dài quần dài mấy chị nha. Trời ơi, nhiều hình đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi lấy mã này còn mấy chị mã khủng long xanh cho em. Một bộ là 10-11 kg và một bộ tầm khoảng cỡ 18-20 kg mặc vừa. Mã khủng long xanh giùm em mọi người nha. Khủng long xanh giúp em nha. Rất đẹp lắm luôn á. Rồi em lên bộ này là em có size ha. Em lên bộ này là có size nhỏ và size đại nè. Đây, mã này size nhỏ và size đại. Chốt cho em mã này là mã Mickey. Mã Mickey màu xám. Mickey màu xám này em còn size tầm khoảng cỡ 18 kg cho đến là 28 kg mặc vừa. 18 đến 28 kg chốt cho em bộ này Mickey màu xám cho em. 18 đến 28 kg. Size nhỏ là 75 ngàn và size đại là 85 ngàn cho em. Nhỏ 75 và đại 85 cho em mọi người ha. Chốt mã này comment cho em mã này Mickey màu xám cho em mọi người. Mickey xám còn 18 cho đến 28 kg cả nhà nha.
18 cho đến là 28 cái mặt người giúp em nha mọi người. Tóc cho em hãy biết kêu màu sáng giúp em. Rồi, trời ơi, lại tiếp tục là khủng long đây. Vậy nào lấy comment cho em bảo khủng long này, khủng long. Khủng long này size tầm khoảng cỡ 16kg đến 20kg mặt người cho em, còn được 2 bộ. Size nhỏ 75 ngàn bộ giúp em. Đấy. Vậy nào chốt mã này comment cho em mã này mà khủng long mọi người nha. Trời ơi, nhiều hình lắm luôn á chị. Mã khủng long cho em á cả nhà, khủng long tầm khoảng cỡ 16kg cho đến là 20kg nha. 16 đến 20kg là vừa cho em. Thấy comment cho em mã khủng long cho em nữa nha. Khủng long 75.000 mọi người nha, khủng long 75.000 cho em. Rồi vậy nào chốt bộ này comment cho em mã công chúa. Mã công chúa em còn một bộ tầm khoảng cỡ 10 11kg mà vừa cho em. 10 11kg mà vừa chốt giùm em mã công chúa cả nhà, công chúa cho em 10 11kg là 65.000 bộ. Đấy, mã công chúa hàng xuất hàng của bé gái. Xuất hàng bé gái chốt em mã công chúa nha chị nha. Công chúa giùm em 10 11kg mặt vừa cho em. Đấy cho em mã này là mã công chúa cho em mọi người. Rồi bộ này chốt cho em bộ này là bộ sư tử. Mã sư tử nè. Sư tử em còn một bộ này tầm khoảng cỡ 16 18kg mặt vừa nè. 16 18kg mặt vừa chốt em là sư tử nè cả nhà. Sư tử 16 18kg. Đấy, 75.000 bộ nha mọi người nha. Sư tử 75.000 bộ giúp em đó cả nhà nha. Sư tử 75.000 cho em. Size nhỏ đó chị. Chốt comment cho em mã sư tử mọi người nha. Rồi mấy chị còn chị nào đang coi like nữa nha. Em lên đường xuất hàng về tay quá trời nhưng mà mấy chị chốt chậm dữ trời. Dạ. Đây này bên này máy nó hết pin chị. Cái dây đã mất rồi ta. Một dây gắn bên này. Đây, đây. Mấy nó không đi. Áo ấm dạ không, áo len thì em không có size lớn chị ơi. Áo len bé gái em size nhỏ nha. Đi xuống dưới đây đi. Áo ấm mấy chị định lại áo ấm nha. Rồi chị đó xem like cho muốn chia sẻ like cả nhà ơi, chấm bàn cho nghe với. Rồi mưa gió này chị lên đồ lạnh cho cả nhà luôn nha. Lấy cái đâu khó cho chị em. Hello cả nhà. Rồi chị đang xem live chấm chấm bài cho em nghe mấy chị ơi. Dạ hello cả nhà. Áo ấm rồi ok chị. Lên túi giùm em nha. Lên đồ dài tay đồ lạnh cả nhà nha. Rồi em cho tất cả chị đang xem live. Đồ bộ bé cho em 30 ít ok. Dạ ok chị yêu nha. Rồi. Ok chị yêu, chấm bài cho em lên liền cho mấy chị yêu. Rồi, bánh mắt nha mấy chị nha. Bộ sập nha, sao mấy 10kg nha, tặng luôn. 39.000, sập 10kg 39.000 nha. Chứ cho mặt sập, cho mắt sập 10kg 39k, đẹp chưa đúng không? Sao mà đẹp này. Rồi, lấy mã sập cho em nha, 10kg 39k, chia sẻ like là có đơn cho em nha. Đấy. Chị đang xem like, chấm bài cho chị like cho em nha chị nha. Cưng lắm luôn á. 10kg 39.000 cho em, tặng nốt luôn á cả nhà. Mã sập với trai với gái, mấy chị mày cũng được lông, rất là dễ mặc luôn. Đấy, dễ thương cả nhà. Đồ uống đồng bộ, đồ già tay qua đây. Mã sập nha, lên xuất hàng không còn. Xuất hàng các kiểu đưa đây. Rồi, ok cả nhà nha, chia sẻ like cho em nha, lên liền. Thun cô tâm này, hàng sập này. Còn mưa gió thì chị lên đồ lạnh cho cả nhà thôi nha. Đồ lạnh, áo khoác các kiểu cho em mấy chị nha. Rồi, lên bộ xe này size của bé tầm là 20kg cho em nha. Rồi, bộ xuất hàng à, 75.000 xanh nhỏ. Bộ xe bé trai nha. Rồi, chốt cho mã xe cho em nha, xe đẹp quá. Xe nè. Rồi, lên mã xe cho mấy chị xe cho em á. Cái này size bé 18kg 20kg cho em nha đi. Đẹp lắm xuất hàng. Nói chung là xuất hàng bây giờ nó đang tăng giá nên hiện tại là em chưa có nhập hàng mới về. Bây giờ còn như em xem mấy chị bấy nhiêu thôi. Chứ còn hàng không có hàng về nữa. Nó đang tăng giá rất là nhiều mấy chị nha. Rồi, mã xe này, size của bé là 20kg nha mấy chị. Size nhỏ, giá là 75k. Mã xe cả nhà.
Gọi lên nha, mã xe cho em 75 nha. Mã xe cho 75 ca. Em đã lộn xộn đấy, thì nó có sai cái gì trong vụ chốt cho em nha. Rồi, lên bộ nai này. Nai này size của bé tầm là 22-23 cái bộ nai nha. Nai 22-23 cái mã nai cho em nha. Rồi, tặng nốt cả nhà luôn. Giá 75 ngàn, xe nhựa 75 ca nha. Bộ nai 75 ngàn, tương quá trời luôn. Cái này là size bé là 22-23 cái nha. Rồi, lên mã nai cả nhà. Bộ nai 22-23 cái có size cho em nha. Bộ cưng quá trời luôn ha, bộ nai. Xuất hàng nha cả nhà nha. Đấy, dài tay xuất hàng mùa đây là mẹ cực sướng luôn cả nhà, thật đẹp lắm. Rồi, lên bộ nai cả nhà. Bộ nai 75 ngàn, nai 75. Rồi, lên tiếp bộ đây này. Cá mập size của bé tầm 30kg cho tới là 32kg nha. 33kg cá mập 85k, size đại 85k. Cá mập này, đấy, size đại cho mấy. Cá mập size đại cho em. Cái này size của bé tầm là 30kg cho tới 33kg nha. Đó, thương quá trời luôn. 30kg cho 33kg cho em, một cá mập 16kg nha. Bé trai nha, hàng size đại cho em nha. Rồi, xe nút cả nhà là giá 85k. Đấy, size đại 85k nha. Rồi, nay này em trước chị Thanh hàng cho em. Rồi, lên mã cá mập 85 ngàn, xe đại từ 30kg tới 33kg nhé. Cá mập 30kg tới 33kg, cá mập cho em. Giá xe đại như là 85 ngàn, xe đại. Rồi, lên mã nhọn. Nhọn từ 30kg tới 32kg nhé. Nhọn 30kg tới 33kg, bộ nhọn cho em nha. Rồi, xe đại là giá 85k, xe đại 85 ngàn nha. Nhọn, đẹp quá trời luôn. Mã nhọn cho em nha nha. 30kg tới 33kg có size cho em, bộ nhọn 85k, xinh quá trời luôn nhọn. Hàng xuất hàng cho em nha, giặt tay cả nhà nha. Nhọn cho em nha, 85 ngàn. Rồi, cho các bạn nhận 85k nha. Rồi, lên tiếp bộ đây nè. Bộ máy bay size bé tầm 30kg cho tới là 33kg nhé. Máy bay 30kg tới 33kg có size cho em, bộ máy bay cho em nha. Đấy, máy bay cả dòng máy bay size đại. Cái này hàng size đại cho em nha. 30kg cho tới là 33kg nhé. Nhận đó, nhận không có 21kg, hình như nhận có đó. Ok, lấy xe nhỏ chị lo nhận. Má nhận nha, ok chị để em lên cho. Máy bay từ 30kg tới 33kg nhé. Máy bay cho em nha. 30kg 33kg có size cho em, bộ máy bay cho em nha. Dạ có, để lên xe nhỏ cả nha. Xe nhỏ có. Rồi, giá xe bộ đó là giá 85k, xe đại. Dạ ok chị, xe nhỏ để em lên cho. Rồi, lên bộ đỏ đây. Đỏ này size bé nha. Xanh này trước chị đặng thanh thảo đi. Xanh cho em. Bộ đỏ này size bé 16-18 cái bộ đỏ 75 ngàn. Đỏ 16-18 cái nhé, 75k. Giá cho bộ đỏ, xe đỏ cho 75 ngàn. 16kg cho tới là 18 nhé. Bộ đây xanh nhỏ 75k, xe đỏ 75 ngàn. Mã xe đỏ cho 75k nha, xe đỏ cho 75 ngàn. Em có thu hoạch ở đây xíu đi. Rồi, xe đỏ cho 75 ngàn nha. Đẹp ghê luôn á, xanh bé 16kg 18 cái xe đỏ 75k, bộ xe đỏ 75 ngàn. Chị đặng thanh, chị đặng thanh thảo lên số điện thoại giùm em nha chị yêu ơi. Số nè. Mấy chị ở số mà. Rồi, ba đẹp nha cả nhà nha. Khủng long á, khủng long. Rồi, lên mã khủng long size bé 16-18 cái khủng long nha. 16-18 cái cho em á. Rồi, giá xe cả nhà là 75k, khủng long 75 ngàn. Khủng long cho 75k nha. Ê, bấm đứng lại đi, bấm xe vậy. 16kg 18 cái giá khủng long cho em 75 ngàn. Mã khủng long cho em nha. Đấy, khủng long 75k nha, khủng long 75 ngàn. Mã khủng long cho 75k nha cả nhà nha. Rồi, lên tiếp bộ đôi này, sư tử. Sư tử này có size biết là 22kg, 23kg nha, sư tử. Lấy cục bờ đi xuống nha, bờ, lấy một cục bờ này. Cái này size biết là 22kg, 23kg nha, sư tử này, 22-23kg dùm em. Rồi, cái này là size nhỏ 75k nha, sư tử 75k. Sư tử 75k nha cả nhà nha. Lên không? Chị Đặng Thạch Thảo, chị lên lại cho em số điện thoại xíu nha chị. Chị Thạch Thảo cho em lại số điện thoại em nha, hình như size số 5 lên số. Hiện tại là em bấm nhiều không ra số của chị á. Rồi, lên một khủng long nha, size của bé tầm 22kg, 23kg khủng long này, 22kg, 23kg khủng long cho em nha. Rồi, 75k, xe nhỏ 75k khủng long. Ok chứ yêu nha. Rồi, em lên bộ xe nè, ưng quá trời luôn á. Rồi, bộ xe xa bé 10kg nha, 10kg, 12 cái bộ xe cho em 65 ngàn, xe nhỏ, xe nhí là 65k nha. Rồi, cho chút mã xe cho em 65 ngàn, xa bé 10kg nha cả nhà, khủng long em chốt chị ạ, thanh hàng, khủng long. Khủng long là 33kg ta. Ba cái mẫu gì ạ? Xe 11kg em chút chị Thanh Hằng. Sư tử size mấy? Ok chị Đặng Thanh Thảo. Sư tử là size của bé tầm 21kg, 22kg. Từ 21kg tới 23kg sư tử đó chị. Chốt bộ sư tử cho bé đi. À, Thanh Hằng 22kg em. Khủng long 22kg nha. Rồi ok, khủng long 22kg. Đó mẹ, rồi. Dạ ok chị em nha, Thanh Hằng có sư tử nha.
chị Thanh Thảo nó cũng long nha. Cái đó là cái size của bé chị đó, 21kg đó, 23kg đó, có size đó chị yêu. Rồi, lên bộ heo bếp 3 này size bếp 20kg nha. Heo cho em 20kg nha, bộ heo bếp 3 đẹp quá, 20kg có size cho em bộ heo. Cưng quá trời luôn. Cái này size bếp 20kg có size nha, mã heo cho em nha, 75.000, xanh nhợt 75.000. Heo bếp 3, bếp trai bếp gái thì mấy chị cũng được, dễ mặc lắm. Rồi, xuất hàng 3 đẹp quá. Trai gái thì mình được cút cho em nha. Rồi, chết chút mã heo mấy chị ạ, heo. Dạ có, heo cho mấy chị mã heo cho em có. Heo mấy chị bộ heo bếp 3, size của bếp tầm 20kg có size nha. Rồi nhện này 30kg, 3kg bộ nhện 85.000 size đại nha. Nhện 85.000 size đại dùm em. Cái này có size của bếp tầm là 30kg nha. Bếp trai 40kg cho chị, dạ có, để em lên cho. Rồi lên bộ nhện tầm 30kg cho tới là 33kg em, bộ nhện. Rồi, cái này size đại giá 85k được không? Đấy, xuất hàng nha, bộ nhện, chị lấy bộ nhện đó chị Thập Thảo. Nhện 85.000 nha, size đại cho em nha. Nhện nó có size của bếp rồi nè, 30kg cho tới là 33kg em á nhện. Rồi ok chị em, nhện em chốt cho chị ạ. Bạn Thập Thảo bộ nhện cho em nha. Ok chị yêu này, nhện có size. Rồi lên bộ khủng long. Khủng long từ 30kg cho tới 33kg khủng long xe đại luôn nè. Rồi 85k khủng long nha. Tầm 30kg cho 33kg mạng khủng long cho em nha. Cưng quá trời luôn khủng long. Rồi giá 85k nha, xe đại. Từ 30kg cho 33kg này khủng long này. Mỗi mẫu em còn được vài bộ cả nhà. Tại vì hàng xuất hàng đâu, đang không có hàng. Đang không có hàng cho em nha luôn. Rồi, em lên phía bộ đây là cả nhà. Bộ xe. Xe này size bé 20kg cho em nha. Xe này 20kg cho 18kg, 20kg bộ xe. Mã xe 18 đến 20kg nha, 75.000 xe nhỏ. Xe 75.000 xe nhỏ nha, 18kg 20kg giùm em. Rồi chết cho mã xe nha, xe cho 75.000. 18kg 20kg nha cả nhà. Đó, chết là cho mã xe cho em. 18 đến 20kg bộ xe cho em 75.000. Rồi là bộ con mèo nè. Đó. Mã mèo xám này size của bé tầm là 16 từ 30kg cho tới 33kg nha. Rồi là bộ mèo. 30kg 33kg có size cho em bộ mèo, mèo xám cho nha. Giá xe cả nhà là giá 85.000, xe đại 85.000 nha. Mèo 85.000. Size của bé tầm 30kg cho tới là 32kg cho em. 33kg bộ lại chứ. Đấy. Rồi là bộ mèo có một bộ cả nhà nha. Bộ đem được một set thôi. Tranh thủ chốt mấy chị hàng xuất hàng đó. 85.000 xe đại 85.000 bộ mèo. Mèo 85k em nha. Rồi lên tiếp hai bộ đây. Cưng lắm trời ơi, bao hàng bao đẹp cả nhà nha. Rồi lên bộ con gì khủng long. Mèo này em giống vậy Thanh Thảo. Khủng long từ 25kg cho tới là 33kg cho khủng long. 25kg tới 33kg mà khủng long cho em giá 85.000 xe đại. Đấy, từ 25kg tới là 33kg nha. Khủng long này còn 2 set thôi. Mã khủng long nhớ chị. Thì ghê luôn khủng long. Chị lấy thêm khủng long luôn không? Từ size bé tầm 25kg cho tới là 33kg nha khủng long. Đấy. Mùa đây là cái mùa gió, mùa lạnh đấy chị, các bạn đồ lại ba đẹp luôn. Khủng long cho em còn 2 bộ. Giá xe cả nhà là 75.000, 85.000. 85k em nha cả nhà nha. Rồi lên tiếp giùm em. Rồi con heo bếp 3 này, size bé là 18kg 20kg heo xanh. Mẹ con heo xanh từ bé 18kg 20kg nha. Rồi lên bộ heo xanh cho em nha. Rồi giá 75.000 xanh nhỏ nha. Rồi heo xanh cho em 75.000 size nhỏ cho em bộ heo. 75.000 size nhỏ cho nha. Đây, bộ heo nha cả nhà nha. Cái này size nhỏ cho em nghe này. Đó. Rồi chốt cái mã heo mấy chị, bộ heo cho em mắc size nhỏ. 75k. Bộ heo cho em 75.000 một bộ cho em nghe, heo 75.000. Đó. Rồi ok mấy chị tương tác giùm em, mạnh mạnh tay giùm em xíu lên liền mấy chị ơi. Chị nào đang xem live chấm bài chia sẻ mấy chị yêu ơi, khỏi gì ẩn comment nha. Rồi lên tiếp bộ đây 10kg cho tới là 35kg giùm em. Có đủ size luôn này, cái này có đủ size, size nhí, size nhỏ và size đại cho em nha. Rồi, ít quá thì ăn lên lại rồi quá. Rồi, lên bộ này nha cả nhà nha. Ưng quá luôn á. Rồi, lên bộ màu xanh này chị, xanh từ 10kg tới là 35kg. Em có 3 size, size nhí, size đại, size cổ. Nhí là 65, đại là 75 và cổ là 85.000. Ok chưa? Nhí nhỏ đại, size nhí và size nhỏ, size đại cho em nha. Rồi, cho mặt khủng long cho em nha. Mã khủng long cho em nha. Đấy, mã khủng long cho em nha. Rồi cả nhà ơi, thì thoát ra vào lại cho nên chút nha.